A Di Đà Phật. Dì Tám ơi, con đã đến chùa Hương Nghiêm tự của B12A xe 21 đường Liên ấp 1 2 3 xã Vĩnh Lộc, huyện của Bình Chánh mình đó. A Thành trao tặng ở đây đây để cho bà con mình bị sốt ruột đoạn F0 á, cho bà con mình có đoạn uống để điều trị bệnh á. Mô Phật. Có đây nè để Thành đưa. Nói sư cô, anh là hôm bữa chở răng củ quải cho sư cô lên chùa Bình Thạnh á. Dạ. Đây là thuốc F0 của chị Tú hay gì? Của chị Tám. Của chị Tám hỗ trợ thuốc F0 á, thì anh cứ nói với bác sĩ Tòng á, hôm nay đi ngang qua đây tiện đường hỗ trợ cho bà con, thì anh chia sẻ cái phần thuốc để cho sư cô để hỗ trợ cho bà con có bị nhiễm Covid á. Dạ. Thuốc điều trị F0. Một phần thuốc thì nó đi kèm với lại một phần sinh tâm liên. Trên đây nó có hướng dẫn uống. À này là như của Tú luôn đó rồi. Của Tú và của dì Tám, hai người hết mới có sinh tâm liên á. Còn cái số hồi nãy anh gọi á, có gì cô. Rồi cảm niệm công đức của bạn Tú và của bên nhóm của dì Tám đã ủng hộ cho bà con tại nơi đây nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 2021. Đây là xe mình ủng hộ cho bà con tại nơi trường học của Nguyễn Thái Bình phải không? Dạ. Và chia sẻ cho bên cô sinh bên quận 7 Trung Sơn. A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của bà Tát và tất cả mạnh thường quân đã chung tay với ta bà Tát á trong mùa dịch này. A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức nha. Mô Phật. Tiền xong lên phụ chú Thành. Trời ơi. Đông nguy hiểm á. Nguyên vật là nó là không khí, chị hiểu không? Mình giữ được cái mình sức khỏe của mình giữ được cái để nó. Mọi người đứng đại diện luôn. Cảm niệm công đức A Thành luôn nghe Mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2021. Con đã đến cái điểm của B12 dẹt 6A ấp 2 xã Vĩnh Lộc B tại khu vực của huyện Bình Chánh nha bà con, để chia sẻ là rau củ quả cho bà con mình đó nha. Đây cảm niệm công đức của bà Tát và tất cả các mạnh thường quân đã chung tay với bà Tát và A Thành đã hỗ trợ dùm cho mình chuyến xe cuối nha bà con. A Di Đà Phật. Mô Phật. Đây. Mô Phật. Nha bà con, mình đông quá ở đây khu vực này. Mình.